Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Hôm nay thì em tiếp tục xuất kho chiếc Scenic Free 2.0 phiên bản 2021 các bác nhé. Nhưng chưa vậy em về hàng vừa về em đã review cho các bác. Thì đây là phiên bản 2021 với nhiều cải tiến về phần khung và bộ đề. Thì đầu tiên thì khung xe được làm cao hơn, to hơn, nó lên size 47. À, phần đằng sau nó làm thấp xuống một tí nhìn rất là đẹp. Đấy, ngoài ra thì khung vẫn làm kiểu cong cong kiểu vó ngựa. Nhìn rất là sang. Dây thì đi âm sườn, màu đây là màu sắc mới này. Đấy. Nâng cấp thứ hai đó là nâng cấp về bộ chuyển động. Thì bộ chuyển động đằng sau sử dụng nâng cấp lên bộ chuyển động Shimano Altos thay thế cho bộ chuyển động Shimano Toley ngày trước này. Đấy. Ngoài ra thì xích của xe cũng sử dụng nên xích KMC. Xích KMC xịn sò hơn. Đấy là những cái nâng cấp lớn nhất mà chiếc xe này mang lại. Còn về thiết kế thì xe thiết kế khung nhôm dây âm sườn. Đấy, group đằng trước sử dụng Shimano Toley. Của đằng sau Shimano Altos. 3 tầng đĩa 8 tầng níp không nhá. Mayer sử dụng Mayer của Chinix tự phát triển. Đấy. Phanh là phanh đĩa cơ này, phanh đĩa cơ. Vành là vành Chinix 27.5 liền 3 cm, xăm lốp là xăm lốp Kenda. Xăm lốp Kenda, con này xăm lốp 700 nhân với lại 700 nhân với 32C các bác nhá. Khóa công yên một khóa nhanh này. Đây khách người ta mua thêm cả khóa dây. Cọc yên nhôm này, yên Chinix này. Bô tăng ghi đông nhôm Chinix, tay đề là tay đề Shimano các bác nhá, tay đề Shimano. Càng của xe sử dụng càng hợp kim thép. Và đây là màu xi măng. Xanh xi măng. Đấy. Phanh được phanh đĩa hết này. Mẫu xe này hiện tại đang có giá hơn 6 triệu đồng trên website xe88.vn. Bác nào muốn mua mẫu xe này có thể là alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317 các bác nhá. Đây là những cái mẫu touring. Mẫu touring mới về. Rất là mới đời 2021. Đây là màu xanh xi măng, hiện tại bên em chỉ có xanh xi măng các bác nhá. Nếu bác nào đặt hàng thì alo hotline 0933 522 186. Bây giờ em sẽ chẳng nên để ship trở đi. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào các bác.